Hello, xin chào các bạn. Hiện tại trên tay của mình đang là một chiếc máy ảnh Fujifilm XA10. Đây là một chiếc máy ảnh đã qua sử dụng. Và ngoại hình của cái chiếc máy ảnh này các bạn có thể nhìn thấy thông qua video này. Đối với cá nhân mình thì mình đánh giá cái chiếc máy ảnh này nó còn độ mới rơi vào tầm khoảng 97-98%. Phía dưới đáy của nó thì vẫn còn nguyên tem của Fujifilm Việt Nam, cũng như là nó cũng không có vết xước nào cụ thể. Duy chỉ có một số những cái góc nó lộ một chút cái phần đen đen ở đây, các bạn có thể nhìn thấy thông qua cái chỗ mà mình chỉ tay ở đây. Còn tổng thể cái chiếc máy ảnh này thì nó không có bị cấn móp hay là bị gọi là va đập nào ở các góc cả. Do vậy các bạn nào đang có ý định mua cái chiếc máy ảnh này thì chúng ta cũng có thể yên tâm. Và cái chiếc máy ảnh này thì mình check bảo hành ra thì nó vẫn còn bảo hành đến tháng 1 năm 2021, có nghĩa là cái thời điểm các bạn xem video là cuối tháng 9 thì có nghĩa là nó vẫn còn bảo hành tới 4 tháng chính hãng của Fujifilm Việt Nam. Thì các bạn nào đang ở xa mà có ý định mua cái chiếc máy ảnh Fujifilm XA10 này thì chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc cái chiếc máy ảnh này nhé. Fujifilm XA10 của mình trên tay ngày hôm nay thì đi kèm một cái ống kính là 16-50mm. Ống kính này cũng có thể tháo rời ra, và đây là một cái ống kính đi theo máy tiêu chuẩn của Fujifilm. Mình soi qua cái ống kính này thì nó cũng không có bụi mốc dễ che gì cả, các bạn cũng có thể là yên tâm về cái ống kính này. Còn về cái cảm biến của Fujifilm XA10 thì sử dụng một cái cảm biến là APS-C, hệ số crop là 1.5, và độ phân giải của cái cảm biến Fujifilm XA10 nó rơi vào tầm 16 megapixel. Chiếc máy ảnh này cũng có thể quay phim ở Full HD định dạng là 30 khung hình một giây các bạn nhé. Và chúng ta cũng có một cái màn hình lật xoay như thế này sẽ giúp cho bạn có thể chụp selfie cũng như là bố cục khung hình khi mà chúng ta quay phim cũng khá là ok. Và thật đáng tiếc cái chiếc máy này lại không có cổng mic cho các bạn. Nếu các bạn muốn quay ở ngoài trời với chất lượng âm thanh tốt thì chúng ta sẽ phải sử dụng điện thoại để chúng ta ghi âm vào các bạn nhé. Fujifilm XA10 vẫn được giữ lại cái wifi sẽ giúp cho các bạn chụp xong chúng ta có thể share được lên trên điện thoại rồi post lên YouTube hoặc là post lên Facebook, khá là ok các bạn nhé. Fujifilm XA10 nằm chung phân khúc với chiếc Canon M10. Do vậy mà các bạn nào đang có ý định mua cái chiếc Canon M10 thì chúng ta hoàn toàn có thể là cân nhắc để tham khảo cái chiếc Fujifilm XA10 mà mình đang trên tay ngày hôm nay các bạn nhé. Đối với cá nhân mình thì XA10 nó có một cái kiểu dáng khá là hoài cổ. Các bạn có thể nhìn từ mặt trước vào thì các bạn có thể thấy được là mặt trên và mặt dưới của nó được mạ chrome, còn ở phía thân ấy, thì nó được dán ra, nhìn khá là ok luôn. Khi mà chúng ta gắn cái ống kính này vào ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy mặt trước của cái chiếc máy ảnh này cũng khá là đẹp. Xét về ngoại hình các bạn có thể nhìn thấy cái Fujifilm XA10 này, nó sẽ giúp cho các bạn nhìn thấy cảm giác nó giống kiểu hoài cổ là cái máy phim hơn. Và cái máy này thì cũng rất thích hợp với các bạn nữ, đặc biệt là các bạn mới chơi thì chúng ta cũng có thể sử dụng máy ảnh này rất dễ dàng, vì cái menu của cái chiếc máy ảnh này thì nó cũng có cả tiếng Việt các bạn nhé. Với một cái menu tiếng Việt như này sẽ giúp cho các bạn làm quen cái chiếc máy ảnh rất là dễ dàng. Mặc dù là cái chiếc máy ảnh entry level nhưng cái chiếc máy ảnh này vẫn có những cái chế độ chỉnh tay khá là tiện, ví dụ như chỉnh tay AFPM ở đây, ưu tiên khẩu, ưu tiên tốc và chỉnh tay hoàn toàn. Và cái máy ảnh này nó vẫn có hai cái vòng con lăn để chúng ta chỉnh khẩu tốc một cách rất là dễ dàng. Đối với ISO thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phím FN ở đây. Do vậy mà nếu mà so sánh Fujifilm XA10 với Canon M10 thì mình nghĩ là về cái kiểu dáng cũng như là về các bố trí nút thì cái Fujifilm XA10 này nhỉnh hơn Canon M10 tương đối. Về số chấm thì Canon M10 nó sẽ nhỉnh hơn một chút là nó 18 megapixel, nhưng Fujifilm lại có một cái hay đó chính là nó có một số những cái giả lập màu phim khá là đặc trưng của Fujifilm ấy, sẽ giúp cho các bạn chụp ra được những cái bức ảnh với cái màu sắc khá là nịnh mắt và khá là đẹp. Bản thân cái màu sắc của Fujifilm nói chung và cái chiếc Fujifilm XA10 nói riêng nó sẽ giúp cho các bạn chụp xong chúng ta cũng có thể sử dụng được cái bức ảnh đấy luôn mà cũng không cần phải chỉnh sửa nhiều qua những cái phần mềm thông dụng nó khác như Photoshop hoặc Lightroom. Phụ kiện của chiếc máy ảnh này sẽ bao gồm là máy, pin, sạc thẻ, dây đeo và túi đựng các bạn nhé. Và cái chiếc máy ảnh này nó vẫn còn bảo hành chính hãng của Fujifilm, vì vậy bên mình sẽ không đứng ra bảo hành cho các bạn nữa. Giá của chiếc máy ảnh này nó rơi vào tầm khoảng nó hơn 4 triệu một chút các bạn nhé. Để xem thêm thông số kỹ thuật cũng như là giá bán cụ thể của chiếc máy ảnh Fujifilm XA10 mình trên tay ngày hôm nay thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi ở trên video, hoặc chúng ta có thể truy cập vào cái trang web là dmax98.com vào cái mục là máy ảnh cũ. Bên mình sẽ cung cấp một số những cái máy ảnh cũ khác cho các bạn tham khảo trong trường hợp là cái chiếc máy ảnh này đã bán rồi các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ đăng ký cái kênh của mình để thường xuyên xem được những cái video mà mình cập nhật những cái chiếc máy ảnh cũ khác nhé. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.